Thưa quý vị và các bạn, qua 18 mùa giải tổ chức, giải bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tạo được những dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ thể thao tỉnh nhà. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh giúp các em học sinh ở lứa tuổi Nhi đồng phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, mà qua đó còn nhằm tuyển chọn các cầu thủ có năng khiếu tham gia đội bóng Nhi đồng của tỉnh thi đấu ở các giải khu vực và toàn quốc, giúp các em có cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. 18 năm qua, kể từ mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 2002, giải bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã trở thành giải đấu thường niên quen thuộc với đông đảo khán giả. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngày Thể thao Việt Nam, đồng thời tiếp tục góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao nói chung, môn bóng đá nói riêng, đặc biệt là trong lứa tuổi các em thiếu niên Nhi đồng. Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình là một cái hoạt động xã hội hóa hết sức thiết thực, thể hiện được cái sự quan tâm của các cấp các ngành đối với các cháu ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Qua 18 mùa giải thì có thể thấy rằng đây là một cái sân chơi hết sức bổ ích và lý thú, là cái cơ hội để cho các cháu thiếu niên nhi đồng được rèn luyện về tinh thần thể thao, rèn luyện về kỹ năng thi đấu và tạo là một cái sinh hoạt lành mạnh để cho các cháu phát triển một cách toàn diện. Theo đánh giá qua các mùa giải, chất lượng thi đấu chuyên môn của các cầu thủ nhí không ngừng được nâng cao. Nhiều trận cầu diễn ra sôi nổi, đẹp mắt. Với tinh thần thi đấu khách quan, vô tư, trung thực và đầy cống hiến, giải bóng đá ở lứa tuổi nhi đồng luôn tạo được sức hút riêng, đồng thời thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Tỷ số được mở cho đội bóng của huyện Lục Yên. Cú đá chân trái rất tốt. Giải bóng đá nhi đồng tranh cúp phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái là sân chơi vô cùng ý nghĩa đối với thế hệ nhi đồng của tỉnh nhà. Đây cũng là nơi để các cháu thể hiện tài năng, đam mê với môn thể thao vua và cũng là nơi để các cháu rèn luyện tinh thần, tính kỷ luật, cũng như nâng cao thể trạng, rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, giải luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo nhân dân trong toàn tỉnh. Từ chỗ chỉ có từ 4 đến 5 đội tham dự, đến nay giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái thường xuyên thu hút khoảng 10 đội bóng với hàng trăm vận động viên ở lứa tuổi nhi đồng. Hoạt động luyện tập thi đấu giúp các em nâng cao sức khỏe, tạo tâm lý thoải mái, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Đây cũng là dịp để rà soát lực lượng bóng đá nhi đồng toàn tỉnh, qua đó tuyển chọn ra các tài năng bóng đá trẻ, đưa các em tới một số trung tâm đào tạo lớn của cả nước, giúp các em có cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sau này. Việc tham gia đội tuyển của các cầu thủ nhí cũng luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía các bậc phụ huynh ở khắp các địa phương trong tỉnh. Tôi rất vinh dự là có con thứ hai tham gia đội tuyển bóng đá nhi đồng huyện Trạm Tấu. Gia đình cũng rất là phấn khởi và động viên cho cháu luyện tập tốt nhất để làm sao thi đội tuyển đạt kết quả cao nhất. Cũng thông qua cái giải bóng đá của Quốc anh tuyển tỉnh này thì cũng nhằm phát triển là cái tài năng của các em bóng đá nhi đồng để hướng tới là các em có thể tham gia vào đội bóng nhi đồng của tỉnh, tham gia các giải toàn quốc. Như hàng năm thì đơn vị huyện Văn Yên thì cũng có 1 đến 2 các vận động viên là được tham gia đội bóng đá nhi đồng của tỉnh. Để chuẩn bị cho mùa giải lần thứ 18 năm 2021 này, trong suốt những ngày qua, tại 9 huyện thị xã và thành phố Yên Bái, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đã chọn đội hình tiêu biểu, tổ chức luyện tập để các em tham gia tranh tài tại giải truyền thống Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chuẩn bị cho giải thì chúng tôi đã tổ chức các cụ để tuyển chọn các em về tham gia tập luyện để tham gia Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Nhiều năm qua thì huyện Yên Bình cũng đã đạt những cái giải tương đối là tốt và năm nay chúng tôi cũng hy vọng là sẽ giành thành tích cao. Là đương kim vô địch giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 17 năm 2018 với chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội nhi đồng huyện Văn Yên. Trong mùa giải lần này, đội bóng đá nhi đồng huyện Văn Chấn đã lên kế hoạch bảo toàn ngôi vị vô địch từ khá sớm. Tập luyện nghiêm túc, hết mình trong suốt những ngày qua, có thể thấy cả thầy và trò đội bóng nhi đồng huyện Văn Chấn đều đặt quyết tâm thi đấu rất cao tại mùa giải này. Ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn và huấn luyện các cầu thủ
của các trường tiểu học trên địa bàn huyện với quyết tâm là thi đấu hết mình và đạt được thành tích cao nhất. Các bạn sẽ quyết tâm giành được giải vô địch của Cúp Phát thanh Truyền hình của Yên Bái ạ. Trong suốt những ngày qua, công tác chuẩn bị cho giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18 năm 2021 cũng đã gấp rút được hoàn thành. Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về sân bãi, lực lượng trọng tài, đồng thời tuyên truyền phổ biến về điều lệ giải cũng như xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cho giải đấu diễn ra an toàn, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp có sự góp mặt của bình luận viên bóng đá nổi tiếng Nguyễn Quang Huy, giám đốc trung tâm sản xuất các chương trình thể thao giải trí, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, trực tiếp tham gia bình luận trận chung kết của giải. Vấn đề được quan tâm nhất trong giải lần này thì đó là công tác phòng chống dịch COVID. Hiện nay thì ngành y tế cũng đã phối hợp với các cơ quan của thành viên ban tổ chức cũng đã chuẩn bị tất cả các cái điều kiện để phòng chống dịch trong suốt khi thời gian và giải đấu diễn ra tại trung tâm tỉnh. Theo đài phát thanh truyền hình Yên Bái thì cũng đã chuẩn bị tốt các cái điều kiện tường thuật trực tiếp trận khai mạc và trận chung kết trong khuôn khổ của giải để phục vụ đông đảo khán thính giả yêu quý bộ môn bóng đá, nhất là đối với bóng đá nhi đồng. Hy vọng rằng năm nay chúng ta lại có một cái mùa giải thành công. Giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18 chính thức khởi tranh kể từ ngày 25 đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2021 với 10 đội bóng đến từ 9 huyện thị thành phố. Với tinh thần thi đấu khách quan, vô tư, trung thực, tin tưởng rằng các cầu thủ nhí sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả một mùa giải sôi nổi và đầy cảm xúc.